Đây là khu vực tường thành của thành nhà Hồ nhé. Tường thành thì trước kia nó cao trung bình là 5 đến 6 mét, tức là tương đương là 5 đến 6 hàng đá xếp với nhau. Và cách đây hơn 600 năm rồi, đây là di tích đền thờ nàng Bình Khương, nơi có truyền thuyết gắn với việc xây thành của người xưa. Tấm lòng chinh tiết in vào đá, lưu mãi muôn đời và tiếng thơm. Mặc dù hết sức gia cố nhưng ông Cống Sinh vẫn không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thi hành lệnh thì Hồ Quý Ly đã vùi thân ông Cống Sinh tại chân tường thành. Có nhiều truyền thuyết đưa ra về vì sao đầu rồng không còn. Thứ nhất cho rằng đầu rồng hướng vào làng Xuân Giai, tức làng này ạ. Làng năm nào bị cháy, người ta cho rằng rồng phun lửa vì thế chặt đầu rồng đi. Thời nhà Hồ được biết tới Hồ Nguyên Chừng, con trai cả của Hồ Quý Ly, người đã sáng tạo ra súng thần công. Và những viên đạn đá này dùng để bắn súng thần công. Nó được tìm thấy trước cổng thành Việt Nam, cổng thành nơi nhà mình tham quan đầu tiên, với số lượng là 500 viên đạn đá như thế này. Muốn chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Nhật ký du lịch. Hiện tại Nhật ký du lịch đang có mặt tại thành nhà Hồ. Thì hôm nay sẽ đưa cả nhà mình, chúng ta sẽ cùng đi tham quan khám phá và tìm hiểu lịch sử về thành nhà Hồ như thế nào. Thì sẽ nhờ Nhật ký du lịch đã nhờ được một chị thuyết trình viên tại điểm. Chị sẽ đưa chúng ta đi khám phá và tìm hiểu lịch sử về thành nhà Hồ ngày trước. Thì bây giờ xin mời chị giới thiệu cho khán giả. Vâng, xin kính chào quý khán giả, và tôi tên là Vũ Thị Lanh, thuyết minh viên của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý khán giả biết về di sản thế giới này. Vâng, và kính thưa quý khán giả, đây là Thành Nhà Hồ. Và đây là cụm thành phía nam của di sản thế giới Thành Nhà Hồ. Thành Nhà Hồ được Hồ Quý Ly cho xây dựng trong vòng 3 tháng là xong, từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1397. Và đây là tòa thành đá duy nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Thành Nhà Hồ đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia đợt đầu tiên vào năm 1962. Ngày 27 tháng 6 năm 2011, Thành Nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Và xin mời quý khách sẽ di chuyển vào phía trong. Và đấy là khu vực Hoàng Thành của Thành Nhà Hồ đấy ạ. Và Hoàng Thành của Thành Nhà Hồ là nó giới hạn từ khu vực tường thành đá vào trong, là nơi diễn ra các thiết chế văn hóa, chính trị, giáo dục dưới triều đại nhà Hồ, nơi sinh hoạt của quan lại và hoàng tộc trong triều đình. Còn đây là cổng thành phía nam của di sản thế giới Thành Nhà Hồ. Và một trong cái nét độc đáo trong kiến trúc Thành Nhà Hồ đấy là kiến trúc vòm cuốn như thế này. Và tương truyền để xây dựng được vòm cuốn thì nhà Hồ sẽ đắp đất bên trong làm cốt. Các phiến đá tạo dáng hình muối cam, sau đấy moi đất ra được các cổng thành như thế này. Và quý khán giả quan sát, đây là sảnh đục khung cửa ngày xưa. Tức là trước kia có cánh cổng bằng gỗ nó kéo vào hai bên, và kích thước các cánh cổng nó thể hiện qua lỗ cối đục cổ đá như thế này. Và thành nhà Hồ độc đáo của nó là nó xây dựng không cần bất cứ một chất kết dính nào, nhờ trọng lượng phiến đá, lực hút trái đất để liên kết các phiến đá lại với nhau đấy ạ. Và thành nhà Hồ được xây dựng bằng những khối đá lớn với trọng lượng trung bình từ 10 tới 20 tấn. Cá biệt tại tường thành phía Tây có phiến đá nặng 26 tấn. Bézacé, một nhà nghiên cứu người Pháp, đánh giá: "Chúng tôi cần phải nói rõ ràng rằng ngôi thành này là mẫu mực độc nhất về việc sử dụng những khối đá to lớn được đẽo gọt và ghép một cách rất tài tình. Đây là tác phẩm đẹp nhất của nền kiến trúc An Nam." Và quý khách có thể quan sát một chút về phiến đá, nó khá là dài, nó nằm tại cụm thành phía nam, đấy là phiến đá này. Phiến đá này nó dài tới 15 mét đấy ạ. Và trước đây khi mà chưa làm sạch đá tại cụm thành phía nam, thì các chuyên gia thụy sĩ cho rằng là đá ở cụm thành phía tây là lớn nhất, vì nó gần với công trường khai thác đá về xây thành. Nhưng khi làm sạch đá tại cụm thành phía nam, thì các chuyên gia thụy sĩ cho rằng đá cộng nam mới là lớn nhất. Và phiến đá này nó dài tới 15 mét và nó cùng một thớ đá đấy ạ. Và các chuyên gia thụy sĩ cho rằng cái người cho khai thác đá và lắp ghép đá đây là một. Chỉ có một người mới có chung ý tưởng để xây dựng được những tòa thành độc nhất vô nhị như vậy. Còn đây là một trong những cái khai quật tiêu biểu nhất trước cổng thành phía nam vào năm 2008. Đã phát hiện sân đền lát đá trước và sau cửa nam của thành. Đặc biệt phát hiện con đường Hoa Nhai, hay còn gọi là con đường Hoàng Gia. Con đường này được nhà Hồ lát đá nối trong nội thành qua cổng nam đến đản Nam Giao với chiều dài là 3 km đấy ạ. Và hiện nay con đường ấy chung với con đường từ trung tâm huyện lên cổng nam của thành. Và nếu khai quật lên thì toàn bộ con đường thị trấn nó lát đá như thế này đấy ạ.
Và nhà mình nếu mà đi được dưới lên là đi trên con đường Hoàng Gia Sư đấy ạ. Rồi bây giờ thì xin mời nhà mình sẽ vào trong này. Đây là khu vực tường thành của thành nhà Hồ nhá. Tường thành thì trước kia nó cao trung bình là 5 đến 6 mét, tương đương là 5 đến 6 hàng đá xếp lên nhau. Và cách đây hơn 600 năm rồi, do sự tác động tự nhiên, chiến tranh và con người, vì thế tường thành thành nhà Hồ chỉ còn có 3 hàng hoặc 4 hàng đá thôi đấy ạ. Và lát thì em sẽ đưa các anh đến thăm bức tường thành đá nguyên vẹn và đẹp nhất của thành nhà Hồ đấy ạ. Rồi xin mời các anh. Thì sau khi chúng ta giới thiệu xong về cổng thành nhà Hồ, mình sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe điện để đến vị trí tiếp theo. Tại một ngôi đền, đấy là đền bà Bình Khương nhé. Rồi sau đấy thì điểm cuối cùng của mình là sẽ về với phòng trưng bày. Là chúng ta sẽ đi hết một vòng thành đúng không chị? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, và kính thưa các anh thì không như các bậc đế vương đời trước thường chọn Thăng Long làm nơi xây dựng kinh đô của mình, Hồ Quý Ly lại chọn vùng đất An Tôn, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa bởi nhiều lý do. Thứ nhất, cuối thế kỷ 14, Triều Trần bước vào giai đoạn suy vong, song với sự ảnh hưởng của Triều Trần đối với cư dân đồng bằng Bắc Bộ còn rất sâu nặng, lòng dân chưa tận theo chính sách mới của ông, vì thế ông chọn vùng đất mới để dời đô. Và thứ hai thì nhà chiến lược quân sự tài ba, ông cho rằng địa thế Thăng Long chống trải, ít tính phòng thủ, vì thế ông muốn chọn vùng đất vừa làm kinh đô, vừa mang tính thủ hiểm, phù hợp đất nước có chiến tranh. Và thứ ba, Thanh Hóa là quê hương, là nơi sinh ra và nuôi dưỡng Quý Ly, là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Và đúng như giáo sư Đặng Đình Bảng nhận xét đấy ạ, nói về mặt đô hội thì Thanh Hóa không bằng Thăng Long, nhưng nói mặt hình thế thì Thăng Long không hiểm bằng Thanh Hóa, cho nên lập đô dựng nước ngoài Thăng Long không đâu hợp hơn Thanh Hóa. Vì thế mà Hồ Quý Ly đã chọn vùng đất Thanh Hóa này làm nơi xây dựng đế nghiệp lâu dài đấy ạ. Và thành nhà Hồ nó là kinh đô của hai vương triều, vương triều Trần từ năm 1398 đến năm 1400 và vương triều Hồ từ năm 1400 đến năm 1407 đấy ạ. Và kính thưa các anh, thì các anh có thể quan sát cho em đây là khu vực tường thành của thành nhà Hồ đấy ạ. Như em đã giới thiệu đấy, tường thành thành nhà Hồ nó cao trung bình 5 đến 6 mét, tức là nó tương đương 5 đến 6 hàng đá xếp lên nhau. Và một trong cái độc đáo của tường thành đá nhà Hồ là xây dựng không cần bất cứ một chất kết dính nào. Và người xưa xây theo kiểu kiến trúc thượng thu hạ thách, tức là trên thì thu nhỏ lại, dưới mở rộng ra để tăng độ kết dính cho tòa thành đá này đấy ạ. Và đây nhà mình có thể quan sát ạ. Đá nó dày từ 1m4 đến 1m7, còn bên trong là lũy đất là dày tới 27m đấy ạ. Tức là tường thành thành nhà Hồ cũng khá là dày. Và để vào được trong khu vực Hoàng Thành phải qua các vòng thành, đấy là La Thành, Hào Thành mới đến Hoàng Thành đấy ạ. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển đến phía trước mình, đấy là làng Đông Môn đấy ạ. Là một ngôi làng thì tương truyền nó là ngôi làng nó có từ thời nhà Hồ. Và tương truyền làng Đông Môn là một ngôi làng mà chuyên nuôi lính xây dựng thành nhà Hồ đấy ạ. Đây, các anh có thể quan sát nó không dùng bất cứ một chất kết dính nào đâu ạ. Vì thế mà nó cũng khá là chắc chắn. Và thành nhà Hồ nó độc đáo là nó được xây bằng những khối đá lớn. Bởi trước đó thì người xưa chỉ xây dựng các tòa thành bằng đất và bằng gạch thôi. Ví dụ như là thành cổ loa đất, đất này, Thăng Long Hà Nội xây gạch, Phủ Xuân Huế sau này cũng xây bằng gạch, riêng thành nhà Hồ xây dựng bằng đá đấy ạ. Mà đá nên là đá lớn với trọng lượng trung bình từ 10 tới 20 tấn. Và vì sao Hồ Quý Ly không chọn nguyên vật liệu khác để xây dựng thành mà ông lại chọn đá? Vì Thanh Hóa là vùng đất có rất nhiều dãy núi đá. Ông muốn tận dụng nguồn nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương đấy ạ. Thì cái chu vi của vòng thành này nó có diện tích là khoảng bao nhiêu chị? À anh ơi, chu vi của tường thành thành nhà Hồ là 4 km ạ. 4 km? Đúng rồi ạ, mỗi chiều của nó là 1 km.
Lát nữa mình sẽ đi vào trong khu vực Hoàng Thành. Mình không đi hết các chu vi đâu, mình chỉ đi qua các cổng thành thôi. Và một điểm khá là đặc trưng mà Nhật Ký Lịch muốn chia sẻ cho cả nhà mình, đó là tất cả tường thành đều được xếp bằng những khối đá lớn và không một chất kết dính nào. Đó là một điểm rất độc đáo. Quý khán giả có quan sát đây là cái kỹ thuật bức tường thành đá đây ạ. Và bức tường thành đá này cứ 4 đến 5 viên lại có một cái ô vuông bé như thế này. Đấy là người xưa đã sử dụng kỹ thuật chốt đá đây ạ. Đây ạ, cái ô như thế này. Đây là kỹ thuật chốt đá. Thành nhà Hồ đã trải qua 626 năm rồi. Do sự tác động tự nhiên, chiến tranh và con người, nhưng nó không bị sụt lún xuống dưới đâu ạ. Và đây, anh có thể quan sát cái móng đá cho em. Móng đá như thế này vì thế mà hơn 600 năm thành nhà Hồ vẫn trường tồn với thời gian thế ạ. Và nhà mình có thể quan sát lại một chút. Và thành nhà Hồ được xây dựng trong thời gian rất thần tốc, 3 tháng là xong. Thì theo truyền thuyết kể lại rằng đấy ạ, hàng vạn, hàng ngàn người xây thành. Sau một ngày xây thành đắp lũy, người xưa nhặt hàng thúng, ngón tay, ngón chân của người dân lao động để lại. Cái chết không còn là hiện tượng hiếm gặp. Một trong những cái chết minh chứng sự khốc liệt đấy là cái chết của ông Cống Sinh, chồng bà Bình Khương. Và sau đây thì nhà mình sẽ dừng chân tại một ngôi đền, đấy là đền bà Bình Khương, vào thắp hương cho bà để cầu mong cho gia đình được hạnh phúc và bình an. Bây giờ chúng ta sẽ dừng chân tại đền thờ Bình Khương. Vâng, và kính thưa các anh, đây là di tích đền thờ nàng Bình Khương, nơi có truyền thuyết gắn với việc xây thành của người xưa. Và truyền thuyết kể lại rằng, khi xây dựng kinh thành Tây Đô, Quý Ly giao cho Cống Sinh đốc thúc việc xây dựng tường thành phía đông. Tường thành phía đông được xây dựng trên nền một con sông ngầm, tường cứ xây lên lại bị lún. Quý Ly cho rằng Cống Sinh tạo phản, cố tình trì hoãn việc xây thành, vì thế đã sai người vùi thân Cống Sinh tại chân tường thành. Bà Bình Khương là vợ ông Cống Sinh, biết tin chồng bị vùi thân như vậy, bà đã lên tận nơi. Nhìn thấy cảnh chồng bị chết oan, bà đập đầu vào đá kêu oan cho chồng. Lạ thay, phiến đá nơi bà đập đầu in rõ dấu đầu và hai bàn tay của bà. Nhân dân tiếc thương số phận bà Bình Khương đã lập đền thờ nơi bà tuẫn tiết, và phiến đá đấy được đem thờ tại hậu cung. Và sau đây xin mời nhà mình sẽ vào thắp hương cho bà, thăm phiến đá nơi bà đập đầu, cầu mong gia đình mình hạnh phúc và bình an. Và kính thưa quý khách, thì đền bà Bình Khương cũng giống như các ngôi đền của Việt Nam có hai phần, đấy là tiền đường và hậu cung. Tiền đường này là thờ các quan, còn bên trong là thờ hậu cung nơi bà Bình Khương có phiến đá nơi bà đập đầu đấy ạ. Và tương truyền Tổng đốc Vương Duy Trinh năm 1903, ông được Bảo Báo Mộng 3 lần xây đền cho bà. Hai lần đầu ông cho là giấc mơ thường, lần thứ 3 Bảo Báo Mộng phủ những điều ông mong muốn. Và ông Vương Duy Trinh không có con trai. Quả nhiên sau khi xây đền cho bà, ông đã sinh được con trai. Vì thế ngày nay thì các cặp vợ chồng chưa có con thường đến đây để cầu tự, cầu cho gia đình mình hạnh phúc và bình an đấy ạ. Rồi bây giờ em xin mời anh vào thắp hương cho bà. Vâng, và bên trong có phiến đá. Bên trong này có phiến đá nơi bà Bình Khương đập đầu đấy ạ. Xây thành ghi lửa dựng sân buồn, chàng bị chôn thân thiếp chết luôn, oán hận khắc sâu trong đá biếc, đau thương từng dạng cửa đông môn. Bình Khương vỗ đá kêu oan, giấu đầu tay để muôn vàn theo dư. Và các anh biết đến bên Trung Quốc khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành có truyền thuyết về nàng Mạnh Khương. Vạn Lý Trường Thành được xây dựng vào thời Tần Hán đấy ạ. Và nàng Mạnh Khương có chồng được giao xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Sau nhiều năm không thấy chồng về, nàng Mạnh Khương đã lên tận nơi. Và lên đến nơi thì nghe tin chồng đã mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đã khóc,
giọt nước mắt của nàng đã làm sụt lún cả đoạn trường thành bên Trung Quốc. Nếu như bên Trung Quốc có nàng Mạnh Khương thì bên thì thành nhà Hồ có nàng Bình Khương đấy ạ. Và đến đây thì nhà mình có thể sờ vào phiến đá có dấu lõm đầu và đôi bàn tay của bà để cầu cho gia đình được hạnh phúc và bình an. Ngày 1 tháng 9 âm lịch hàng năm là ngày giỗ của bà. Rất nhiều cặp vợ chồng được bà ban con đã đến đây tạ bà đấy ạ. Đây là phiến đá phía dưới này đúng không chị? Dạ vâng, đây là phiến đá đây anh. Có dấu đầu. Dấu đầu đây ạ. Và hai bàn tay của bà đấy ạ. Tấm lòng trinh tiết in vào đá, lưu mãi muôn đời vạn tiếng thơm. Tức là thể hiện tấm lòng thủy chung sắt son của người vợ đối với người chồng của mình đấy ạ. Và bây giờ xin mời các anh sẽ di chuyển ra mộ bà và mộ của ông ạ. Và đây là các tấm bia ghi lại câu chuyện của bà Bình Khương và ông Cống Sinh. Bên trên là mộ của ông ạ, đây là mộ của bà. Và các anh vừa quan sát bức tường thành đá nguyên vẹn và đẹp nhất của thành. Và nguyên vẹn và đẹp thì đến đoạn này thì nó lại bị sụt lún như thế này. Thì ở phía dưới là có một con sông ngầm. Mặc dù hết sức gia cố nhưng ông Cống Sinh vẫn không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thi hành lệnh thì Hồ Quý Ly đã vùi thân ông Cống Sinh tại chân tường thành đấy ạ. Và cái tường thành đoạn này thì nó bị sụt lún, tức là phía dưới có một con sông ngầm đấy ạ. Và mộ của bà Bình Khương là đây ạ. Năm 2009 khi Trung tâm Bảo tồn Di sản thành Hồ đã tiến hành trùng tu đền bà Bình Khương. Khi mà đền bà cái khu vực hậu cung này mình đưa ra khoảng 20cm thì phát hiện ở dưới có một bộ hài cốt và xương đang còn rất là vàng. Và cho rằng đấy là xương của bà Bình Khương. Vì thế mà Trung tâm đã nhờ thầy Hòa, chủ trì của chùa Tường Vân đấy ạ, lên để làm lễ và sau đấy đưa vào đây ạ. Và đây là mộ bà, còn bên trên là mộ ông đấy ạ. Và quý khách đến thăm thành nhà Hồ thì dừng chân thắp hương tại đền bà Bình Khương để cầu cho gia đình mình được hạnh phúc và bình an đấy ạ. Bên đây em thấy có hai tấm bia, không biết có phải là bia cổ hay không chị? À, bia này được Tổng đốc Vương Duy Trinh cho soạn vào năm 1903 đấy ạ. Như em đã giới thiệu đấy, ông Tổng đốc Vương Duy Trinh được bà Bình Khương báo mộng 3 lần xây đền cho bà. Hai lần đầu ông cho giấc mơ thường, lần thứ 3 bà Bình Khương báo mộng sẽ phù hộ như điều ông mong muốn. Và ông Vương Duy Trinh không có con trai và sau khi ông xây đền cho bà, ông đã sinh được con trai. Vì thế mà ông đã cho soạn những cái tấm bia này ghi lại cái câu chuyện của bà Bình Khương và ông Cống Sinh ạ. Rồi em xin mời các anh. Giờ là chúng ta sẽ tiếp tục lên xe điện để di chuyển đến vị trí tiếp theo hả chị ha? Dạ vâng, bây giờ mình đi vào đi thăm bức tường thành đẹp nhất của thành nhà Hồ ạ. Tường thành phía đông. Cái bức tường thành nó này là nó nguyên vẹn đây anh. Và các anh quan sát là cái vị trí của đền bà cũng rất là đẹp, có lưng dựa vào tường thành và phía trước là ao như thế này. Thế giờ vẫn gọi cái phong thủy của nó là minh đường đấy ạ. Ví dụ đến các đền, các chùa hay các đình thì các anh thường thấy là chùa thường dựa vào núi, đó là sự vững chắc, giống như thành nhà Hồ thôi. Khi mà Hồ Quý Ly cho chọn đất xây thành thì ông có tính toán rất là kỹ lưỡng rồi. Và bốn bên của thành nhà Hồ đều có núi và có sông bao quanh đấy ạ. Và ông cho rằng thế đất đây là thế đất vững như bàn đá, có rồng trầu, sông Mã, rắn cuộn, sông Bưởi và đây là thế đất đẹp, bền vững, dài lâu đấy ạ.
Và bây giờ thì các anh sẽ đến một cổng thành tiếp theo của thành nhà Hồ, đấy là cổng thành phía đông. Vâng, và đây là cổng thành phía đông của thành nhà Hồ đấy ạ. Nếu như cổng thành phía nam nó chỉ có kiến trúc một vòng cuốn, đến với cổng đông, cổng bắc, cổng tây nó có cổng nam ba vòng cuốn, thì đến cổng bắc, cổng đông, cổng tây thì chỉ có một vòng thôi ạ. Và bây giờ xin mời các anh sẽ dừng chân tại một bức tường thành đá nguyên vẹn và đẹp nhất của thành. Và đây là bức tường thành đá nguyên vẹn và đẹp nhất của thành nhà Hồ đấy ạ. Và tường thành đá này cũng có chiều cao là từ 5 đến 6 mét và có đoạn ở phía bắc nó lên tới 10 mét đấy ạ. Và kỹ thuật xây dựng thành công các bức tường thành bằng đá lớn đã phát huy ảnh hưởng tới kỹ thuật xây dựng thành quách sau này. Nhưng kỳ vĩ nhất, độc đáo nhất chỉ có thành nhà Hồ, vốn được xem là hiện tượng đột khởi vô tiền khoáng hậu trong lịch sử xây dựng kiến trúc thành quách Việt Nam. Và cái kỹ thuật xây dựng tường thành đấy ạ, chìm dưới lớp đá này là móng đá dày 1m2, tức người xưa sử dụng đá núi và đất dăm để làm móng ạ. Chìm dưới cái móng đá này là lớp cát dày 15cm để nó dàn đều và nó không bị sụt lún xuống phía dưới ạ. Chính vì điều đó mà thành nhà Hồ cách đây hơn 600 năm, do sự tác động tự nhiên, chiến tranh và con người, nhưng tường thành và cổng thành còn khá nguyên vẹn. Và đây cũng là khoảng thời gian đủ để khẳng định sự vững vàng của kỹ thuật xây thành và vẻ đẹp trong từng phiến đá. Và đúng như BJC đã đánh giá, đây là tác phẩm đẹp nhất của nền kiến trúc An Nam. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong khu trung tâm của thành. Nếu mà mình đi lên trên phía này là mình đi lên phía bắc đấy anh, tức là mình đi hết một vòng tường thành. Nhưng mình sẽ đi vào trong trung tâm của thành, tức là nơi sinh sống của vua, quan lại và hoàng tộc. Là đây. Bây giờ mình sẽ vào thẳng bên trung tâm luôn của thành luôn. Đây kiến trúc thượng thu hạ thách thì anh quan sát đây này. Lên cao thì nhỏ lại, dưới thì mở rộng ra đấy ạ. Và nó không có bất cứ một chất kết dính nào đâu ạ. Và cổng thành cũng khá là đẹp. Đây là cổng thành phía đông của thành nhà Hồ này. Các anh quan sát cho em cái vòng cuốn của nó cũng khá là dài đấy. Nó tới 15 mét đấy ạ. Và tương truyền để xây dựng được vòng cuốn như vậy thì nhà Hồ cho đắp đất bên trong để làm cốt. Sau đấy thì các phiến đá tạo dáng hình núi cam và moi đất ra thì được các cổng thành như thế này đấy ạ. Rồi, giới hạn từ khu vực tường thành đá vào trong đấy là khu vực hoàng thành đây ạ. Đây là nơi sinh sống của quan lại và hoàng tộc trong triều đình đấy ạ. Và diện tích bên trong khu vực hoàng thành này là 77 hectare. Và thành nhà Hồ hiện nay trong trung tâm của thành thì theo các thư tịch ghi lại thì trước đây nó có các công trình kiến trúc như là chính điện Hoàng Nguyên, nơi vua Thiết Triều, cung Nhân Thọ, nơi ở của Hồ Quý Ly, cung Phụ Cực, nơi ở của Hồ Hán Thương. Nhưng hiện nay các công trình kiến trúc bị bồi lấp là các thửa ruộng thấp. Nhưng giá trị có ảnh hưởng quan trọng ở thành, đấy là nền móng, các công trình kiến trúc được bảo tồn khá là nguyên vẹn dưới lòng đất đấy ạ. Rồi, bên tay trái đây là một cái hồ đây ạ. Đây là hồ Dục Tượng ạ. Tương truyền cùng với các hồ Bán Nguyệt thì hàng năm vào mùa xuân thì nhà vua thường tổ chức các hội thi bơi thuyền ạ. Và cái điều đặc biệt của thành nhà Hồ bên trong khu vực hoàng thành này là đang là đất nông nghiệp đấy ạ. Và không có bất cứ một hộ dân sinh sống trong khu vực hoàng thành này đâu ạ.
Có nghĩa là hiện tại là bên trong trung tâm ngày xưa của thành nhà Hồ là bây giờ là không có dân sinh sống ở trong. Chính xác đấy anh, không có đâu anh. Tức là thành nhà Hồ cũng như đàn tế Nam Giao của thành nhà Hồ không có bất cứ một hộ dân nào sống đâu ạ. Và diện tích bên trong khu vực Hoàng Thành này là 77 hecta đấy ạ. Nó cũng khá là rộng. Và lát nữa mình sẽ dừng chân tại một hình tượng của đôi rồng đá đấy. Thì khác với những thành cổ khác mà Nhật Ký Du Lịch đã từng ghi hình và khám phá cho cả nhà mình xem, thì bên trong khu thành cổ hiện tại nhiều nơi vẫn có người dân sinh sống, nhưng mà đặc biệt ở thành cổ thành nhà Hồ thì bên trong trung tâm của thành theo như chị thuyết trình viên chia sẻ là không có những hộ dân nào được sinh sống trong đây đúng không chị? Dạ vâng đúng rồi ạ. Không có, và dân chủ yếu là làm trồng lúa thôi. Và đây là một trong cái hố khai quật lớn nhất trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam với diện tích 25.000 m² đấy ạ. Nếu cách đây hơn khoảng một tháng thôi, nếu mà các anh đến với thành nhà Hồ sẽ được thăm hố khai quật này với sân lát gạch, cống thoát nước và hàng đá kè nền, và một số các video trên YouTube đấy ạ thì cũng có các cái khai quật này. Vì là đây là mình bảo vệ hố khai quật chưa có điều kiện để làm mái che nên đã lấp bạt để bảo vệ được hố khai quật. Và bây giờ thì mình sẽ dừng chân tại đôi rồng đá, hiện vật còn duy nhất trong thành đấy ạ. Và các cái gạch này là gạch khai quật đấy ạ. Đợt khai quật mới nhất là năm 2022 đấy ạ. Và tất cả các gạch này đều khai quật dưới lòng đất lên. Và có thể quan sát thì gạch thành nhà Hồ nó khá là độc đáo, tức là nó không có rêu bẩm trên bề mặt đâu ạ. Và nếu các anh đến các cái thánh địa người Chăm ở trong Quảng Nam thì sẽ thấy các cái tháp người Chăm cũng làm bằng gạch nhưng cũng không có rêu. Và điều này đưa ra truyền thuyết, tức Hồ Quý Ly bắt các cái tù binh người Chăm về làm thành nhà Hồ. Vì thế cái này có thể do kỹ thuật người Chăm Ba. Tức là năm 1401, Hồ Hán Thương Quốc dẫn 2.000 quân đi chinh phạt quân Chiêm Thành và đã giành thắng lợi. Đất nước ta mở rộng ra vùng Cổ Lũy và Chiêm Động, tức là thuộc tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi ngày nay đấy ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến đến đôi rồng đá, hiện vật còn duy nhất trong thành. Đôi rồng này là vẫn còn từ ngày xưa tới giờ luôn hả chị? Đúng rồi anh. Đôi rồng đá này là rồng trang trí thời Trần, mang dáng dấp của rồng thời Trần đấy ạ. Là nó khá là đẹp, nhưng mà nó lại có một cái độc đáo là nó đầu không còn. Lát nữa rồi mình vào. Và đây ạ, đây là đôi rồng đá đấy ạ. Đôi rồng đá này kích thước của nó là dài 3,8 m và mang dáng dấp của rồng thời Trần. Và đầu rồng không còn ạ. Có nhiều truyền thuyết đưa ra về vì sao đầu rồng không còn. Thứ nhất cho rằng đầu rồng hướng về làng Xuân Giai, tức làng này ạ. Làng năm nào bị cháy, người ta cho rằng rồng phun lửa, vì thế chặt đầu rồng đi. Còn truyền thuyết thứ hai lại cho rằng rồng biểu hiện cho uy quyền của vương triều, quốc gia và dân tộc. Vì thế khi giặc binh sang xâm lược đã tiến hành chặt đầu rồng đi, làm mất vai trò lãnh đạo của vương triều đấy. Vì thế đầu rồng không còn ạ. Và bắt đầu từ đôi rồng đá trở vào trong, đấy là chính điện, khu vực chính điện đấy ạ, tức là nơi tế của nhà, chính điện là nơi vua Thiết Triều, tức là bắt đầu từ đây. Và đôi rồng đá vị trí của nó là trước đây là nó nằm tại vị trí này ạ. Và năm 1938 trong quá trình đào đất làm đường, nhân dân đã phát hiện đôi rồng đá này, sau đấy đã dựng lại hai bên vệ đường. Và trước đây thì nó cũng nằm ở vị trí này vì nó khá là nặng ấy ạ, cho nên là dân mới dựng hai bên đường như thế. Đấy là hiện vật còn duy nhất. Đây là các cái khai quật năm 2022 đây ấy, và đã lấp lại rồi. Tất cả nơi này gọi là cái hố khai quật đúng không chị? Đúng rồi, đây là hố khai quật đấy ạ. Nhưng mà hiện tại là đã được lấp lại. Đúng rồi, lấp lại để bảo vệ đấy ạ, vì mình không có điều kiện về mái che á, giống như Thăng Long. Em thấy bên đây là những cái viên gạch, thì không biết là gạch thời bây giờ hay là gạch thời trước khảo cổ lên chị?
Cái gạch này là gạch khai quật từ thời Trần Hồ đấy anh. Và lát nữa các anh vào phòng trưng bày sẽ quan sát được một số các hiện vật tiêu biểu của thời Trần và Hồ đấy ạ. Và đây là các cái gạch này đã được khai quật, và đặc biệt là các mảnh xanh này. Các cái mảnh xanh. Đây là đổ đất nung. Cái này là đất nung rồi đất xanh. Có nghĩa là khi phát hiện ra thì đôi rồng này đã bị mất đầu. Đúng rồi ạ, mất đầu rồi. Nhưng em đã giới thiệu về hai cái truyền thuyết đấy. Thứ nhất cho rằng là đầu rồng hướng về lăng này, và thứ hai là do rồng biểu hiện cho uy quyền của vương triều mà. Vì thế mà đến với một số các cái cung điện của nhà vua thì trang trí rồng là chủ yếu. Còn đối với cung điện của hoàng hậu là trang trí phượng. Đấy, cho nên đấy là cái đặc trưng ạ. Đây là các cái gạch ngói, mảnh vỡ. Rồi bây giờ thì mình sẽ di chuyển tiếp sang cổng thành phía Tây. Đây, bản thân là các đôi rồng này nó nằm ở các cái khu vực chính điện. Đầu rồng, như rồng này là rồng. Này là tất cả nơi này đều là những cái hố khai quật đúng không chị? Đúng rồi, khai quật hết đấy anh. Diện tích khai quật cái giai đoạn 2021-2022 những 40.000 m2 mà anh. Còn riêng năm 2021 là 25.000 m2. Rất là rộng lớn. Rất là rộng. Và chủ yếu là có những nơi là các cái sân lát gạch nó còn khá là nguyên vẹn, đặc biệt là các cái cống thoát nước và các cái bó nền nó cũng rất là chặt, nó rất đẹp. Và đây là cái giá trị mà thành nhà Hồ có được đấy ạ. Hiện tại cái đường này vẫn là đường dân sinh luôn hả chị ha? Dạ vâng. Tức là vì bây giờ là mình đã làm các đường vành đai để cho phục vụ cho dân ấy. Nhưng mà cái khu vực này vì là đây là di sản trong lòng dân, cho nên là dân đang làm ruộng trong này, cho nên là dân vẫn có hoạt động trong này. Nhưng mà mình cấm các phương tiện cơ giới đi vào rồi. Đấy, phía bắc của thành nhà Hồ nó cũng có một dãy núi này, là núi Thổ Tượng hay còn gọi là núi Voi ạ. Phía nam này là dãy núi Đốn Sơn, tức là nơi nhà Hồ sẽ xây dựng đàn Nam Giao. Anh nhìn đấy, tiền án hậu chậm đấy ạ. Tức là nó sẽ có một ngọn núi đấy, anh nhìn thấy ạ. Núi ở phía nam. Thấy không anh? Đây à? Đấy, anh nhìn đấy, nhìn thấy núi đấy. À rồi đấy, rồi. Núi đấy. Rồi rồi. Và bên phía bên đây là cổng cổng bắc. Cổng bắc. Bắc thì cũng có một núi, núi Voi. Phía tây này là núi An Tôn. Phía đông là núi Hắc Huyễn, tức là bốn bên đều có núi. Tôn đấy ạ, là một trong những công trường khai thác đá về xây thành, cách thành 2,5 km về phía tây. Và núi đá đây có từng thớ, từng lớp nên rất dễ bóc tách để vận chuyển đá về xây thành. Và khi khai quật tại cái ngọn núi An Tôn này, các nhà khảo cổ học đã phát hiện lớp dăm đá trải dài hàng trăm mét. Điều này minh chứng rằng đá được chế tác, gia công trước trên ngọn núi này, sau đấy mới đưa về lắp ghép tại thành nhà Hồ. Và điều này có thể khẳng định rằng thành nhà Hồ được xây dựng trong vòng 3 tháng là xong đấy ạ. Và bây giờ thì em sẽ mời các anh dừng chân tại cổng thành phía Tây, nơi tập trung những phiến đá lớn có diện tích và khối lượng khổng lồ. Và đây là Hồ Dục Thúy đấy ạ. Là một trong những cái hồ mà trước đây nhà vua ngắm cảnh cùng các cung tần đấy ạ. Đây là Hồ Dục Thúy. Và trong dự án phát triển du lịch thành nhà Hồ 2023 là sẽ dành trồng sen trong khu vực hoàng thành này đấy ạ. Nếu mà đến dịp mùa hè có sen thì xin mời các anh sẽ ghé lại thăm thành nhà Hồ. Và đặc biệt đến tháng 4 này thì em sẽ đưa một tuyến tham quan khác, đấy là tuyến tham quan dọc sông Mã đấy ạ. Mình sẽ đến vào ngôi chùa, chùa Linh Giang, là một ngôi chùa nó có từ thời nhà Hồ, hay là chùa Nhân Lộ, chùa Giáng. Và đặc biệt là mình sẽ đến thăm đàn tế Nam Giao, tức là nơi tế trời của nhà Hồ. Đấy là tour du lịch tâm linh ạ, mình sẽ đi bằng xe điện. Là đấy. Tour đấy là khai thác vào tháng 4. Vâng, tháng 4 là bắt đầu mình đưa vào khai thác hoạt động luôn đấy, cùng với cái sen trong nội thành này. Và mình sẽ đi bằng xe điện. Và cái tour đấy thì mình, nếu mà mình đi thì mình phải mất tầm 3 tiếng ấy. 3 tiếng? Dạ vâng, 3 tiếng.
cái thời gian di chuyển nó khá xa đúng không chị? Đúng rồi, khá xa anh ạ, vì mình đi ra máy sông Mã mà thì nó cách thành phải 2,5 km rồi. Rồi bây giờ thì em xin mời các anh sẽ dừng chân tại cái cổng thành phía Tây này. Trước đây thì cho rằng cổng thành phía Tây nó là nơi tập trung phía đá lớn vì nó gần với công trường khai thác đá. Nhưng mà khi làm sạch đá tại cổng Nam thì phát hiện là đá cổng Nam mới là lớn nhất đấy ạ. Nhưng mà điển hình nhất ở đây thì vẫn là cổng Tây, nó khá là lớn ấy. Rồi, bây giờ em xin mời các anh. Các cái rãnh cửa của nó cổng nào cũng có anh nhá. Tức là các cái khung bạo ngưỡng cửa của nó. Bên này cũng là tường thành phía Tây này, nó cũng khá là đẹp đấy. Đây, phiến đá lớn này anh nhá. Bên này nó cũng lớn này. Và đặc biệt là phiến đá này, theo chuyên gia ai cũng mốt cho rằng là phiến đá này nó nặng 26,7 tấn đây. Từ bên này. Ồ, rất là lớn. Nó hết một góc tường. Và điều đặc biệt của thành như em đã giới thiệu là xây dựng không cần bất cứ một chất kết dính nào. Vì thế để tạo gen, tạo G thì người Sài đã đục các vết đục đấy ạ. Và các anh có thể sửa tay vào đây thì nó có các cái G phía dưới ấy. Và không dùng bất cứ một chất kết dính nào. Nhờ trọng lượng phiến đá lực hút trái đất để liên kết các phiến đá lại với nhau. Rồi bây giờ thì anh sẽ đứng trước cổng thành phía phía đông, phía tây và phía bắc thì nó có một vòm thôi ạ. Và phía bên trong này là làng Tây Giai đấy ạ. Ngôi làng này cũng có thời nhà từ thời nhà Hồ. Và ngôi làng này là tập trung có rất nhiều là ngôi nhà cổ dân gian. Và tiêu biểu nhất là ngôi nhà cổ mà bác Phạm Ngọc Tùng đang sinh sống, cách cổng thành phía Tây 200m về phía Tây, được xây dựng từ năm 1810, được tổ chức di sản châu Á Thái Bình Dương công nhận là một trong 6 ngôi nhà cổ dân gian đẹp nhất Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến ngôi nhà cổ ở bên trong làng này, như lúc nãy chị nói là làng Tây Giai anh ạ. Tây Giai. Rồi, thành nhà Hồ hiện nay thì gần với các cái làng như là Đông Môn, Tây Giai, Xuân Giai. Đây là ngôi làng cổ đấy ạ. Và đặc biệt là làng Tây Giai này là ngôi làng mà hiện nay đang còn khá là nhiều ngôi nhà cổ đấy ạ. Và một trong ngôi nhà mà mình chuẩn bị đến thăm đây là ngôi nhà được đánh giá là một trong 6 ngôi nhà cổ dân gian đẹp nhất Việt Nam. Ở trong làng Tây Giai này cũng còn khá là nhiều các cái phong tục của ngày xưa đấy ạ. Ví dụ như các cái lệ làng này, rồi các cái ngày hội làng đều có đấy anh. Làng Tây Giai. Đây là ngôi nhà cổ dân gian đẹp nhất, một trong 6 ngôi nhà cổ dân gian đẹp nhất Việt Nam đây ạ. Và ngôi nhà này đã được tổ chức giai ca của Nhật trùng tu tôn tạo vào năm 2002 anh ạ. Và ngôi nhà này nó cũng có các kiến trúc như là tùng trúc, cúc mai, long ly, quy phượng thì nó cũng khá là rõ nét. Và người chủ đầu tiên của ngôi nhà này là ông Cụ Bát, tức là ông làm quan bát phẩm dưới triều đình nhà Nguyễn đấy ạ. Ông đã lấy gỗ từ vùng đất Hà Nam để về xây dựng ngôi nhà này. Và trong vòng 1 năm thì ngôi nhà mới hoàn thành đấy ạ, năm 1810. Tức là ông lúc đấy là ông đang làm quan bát phẩm dưới triều đình nhà Nguyễn. Tức là phải có một chức quan như thế nào thì mới xây dựng được ngôi nhà bảy gian. Ngôi nhà này có 7 gian. Các cái này là các cái công nhận của Nhật đấy anh. Rồi đây là các cái trùng tu, năm trùng tu. Rồi hiện tại là vẫn còn mình để nguyên trạng gì luôn. Đúng rồi, nguyên trạng đấy anh. Các cái ngưỡng cửa này hay các cái cánh cửa này. Và một đặc trưng của những ngôi nhà cổ thì tất cả phía trước nhà chúng ta sẽ bước qua những cái thanh cao như thế này. Dạ. Một nét đặc trưng của nhà cổ Việt Nam. Và bây giờ thì mình tiếp tục đi qua khu vực tường thành để mình về với cổng thành phía Nam là cổng chính của thành nhà Hồ đấy ạ.
thì khác với những cái cổng thành khác mà em thấy là những nơi cổng thành khác họ có những cái bậc thang để mình đi lên, và ở trên đa phần là sẽ có rất là nhiều những cái vọng lâu để lính canh đứng. Đặc biệt ở thành thành nhà Hồ này thì không có vọng lâu và cũng không có lối để chúng ta đi lên trên thành. Anh ơi, không đâu, ở trước cái cổng thành phía Nam đấy, cổng thành phía Nam thì trước đây nó cũng có cái vọng lâu đấy ạ. Và vọng lâu thì ngoài chức năng là lầu canh, còn là nơi nhà vua ngự duyệt quân những khi xuất chinh hay chủ trì các nghi lễ của quốc gia đấy ạ. Tức là phía bên trên của cổng thành phía Nam á. Nhưng mà do tác động của thời gian, chiến tranh và con người, vì thế cái vọng lâu đấy nó không còn. Và trước đây thì cũng có một cái cầu thang mình làm để phục vụ cho khách tham quan đấy ạ. Nhưng mà do là mình sợ cái sự an toàn ấy, cho nên là mình đã gỡ cái cầu thang đấy đi rồi ạ. Vì là ngày xưa là chỉ có cổng phía Nam là mới có vọng lâu thôi đúng không chị? Cổng Nam. Và hiện nay dấu vết của nó thì có cả trên cổng Bắc nữa anh ạ. Và hiện nay trên cổng Bắc có tới 22 lỗ chuông cột vọng lâu đấy anh. Và cái lỗ chuông cột ở thành nhà Hồ nó cũng khá là đặc biệt, tức là nó đục trực tiếp xuống cái vòng cổng ấy, chứ nó không có kê lên trên đâu, mà nó đục trực tiếp xuống đá. Và trên cổng Bắc hiện nay nó còn dấu tích của 22 lỗ đấy. Thì theo một số tài liệu cho rằng thì vọng lâu nó có cổng Nam và cổng Bắc thành nhà Hồ. Chỉ có hai cổng chính thôi. Dạ vâng. Tiền án và hậu, cổng tiền và cổng hậu đấy. Và đây, em quan sát cho em là cái bức tường thành này nó khá là đẹp. Và đặc biệt của cổng thành phía Tây và tường thành phía Tây thì đá nó khá là lớn, vì nó gần với công trường đá đấy. Để tận dụng nhân lực và vật lực thì ông cho đá nó gần tại đây. Và sau khi đi thành tường thành xong thì nhà mình sẽ vào trong một cái nhà trưng bày. Thì trong đấy là có cái bi đá mà theo truyền thuyết nó là phương tiện vận chuyển đá xây thành đấy ạ. Thì những phiến đá như thế này nó rất là lớn và trọng lượng rất là nặng. Dạ. Và ngày xưa thì không hiểu vì lý do gì mà người dân ngày xưa bê được, hoặc là bằng một cái tác động nào đó mà nó đắp được một cái dải tường thành như thế này thì thấy công sức rất là vĩ đại. Vâng, là điều rất đáng kinh ngạc và khâm phục đấy anh ạ. Và đây là tòa thành đá duy nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Và anh biết đến kiến trúc sư Nguyễn An đấy ạ, người thiết kế và cho xây dựng thành Bắc Kinh bên Trung Quốc, hay mình còn gọi là Thiên An Môn đấy ạ. Ông xây dựng thành Bắc Kinh bên Trung Quốc năm 1420 đấy. Bên Trung Quốc thì ông xây dựng thành Bắc Kinh có phiến đá nó nặng tới 300 tấn, 600 tấn, nhưng ông vẫn vận chuyển về được đấy ạ. Vì sao vậy ạ? Vì bên Trung Quốc là có một mùa đông rất là lạnh, ông đã dùng sức tuyết để ông vận chuyển đá để xây thành đấy ạ. Tuyết thì nó trơn, nó trượt. Còn đối với thành nhà Hồ thì có thể là người xưa đã sử dụng những viên bi đá kết hợp với con lăn để vận chuyển đá về xây thành. Và đặc biệt là sẽ vận chuyển bằng hai con đường, đấy là đường thủy và đường bộ đấy ạ. Vì cái công trường khai thác đá là nó gần với con sông Mã đấy, tức là sẽ vận chuyển bằng đường thủy. Và hiện nay tại gần cái ngôi chùa Linh Giang, tức là ngôi chùa mà hôm sau là sẽ phục vụ tiến tham quan vào đấy ạ, có một cái khu vực đấy là bến ngự, tức là trước đây là nơi ngự thuyền, hay là cái khu vực ở phía dưới một chút là bến đá, tức là có thể là nơi tập kết đá về xây thành đấy ạ. Tức là đó là các cái dấu tích nó còn khá là rõ nét ở dọc sông Mã đấy ạ. Và khai thác du lịch là sắp tới là sẽ đi vào các cái khu vực đấy ạ. Và tuyến đấy là tuyến mới đúng không chị? Dạ vâng, tuyến tham quan mới đấy ạ. Hẹn các anh vào tháng 4. Vâng. Về với thành nhà Hồ để mình có thể thăm cái dự án là xem trong hoàng thành và khai trương tuyến du lịch. Và hứa hẹn là cái tuyến đấy nó cũng đông khách đấy anh. Còn cái tuyến mà xe điện mà em đưa các anh đi đây này cũng mới được khai thác được có được một năm thôi, nhưng cũng được khách đánh giá rất là cao. Còn trước đây thì khách đến tham quan thành nhà Hồ chỉ có thăm cổng Nam này, nghe thuyết minh tại cổng Nam và giới thiệu phòng trưng bày thôi. Thì cái thời gian mà khách lưu trú tại thành nhà Hồ nó cũng khá là ngắn, và lại không hiểu, khách thì chưa hiểu hết được cái giá trị của thành nhà Hồ. Vì thế mà đưa cái tuyến xe điện vào tham quan thì khách đến thành nhà Hồ đông hơn, và cái sự hài lòng của khách tham quan đối với thành nhà Hồ nó tăng lên rất là nhiều. Và sau khi mà tham quan xong tuyến này thì các em sẽ có những cái đánh giá khác. Nếu như mà chúng ta chỉ đứng ở ngay tại cửa thành thì mình sẽ không thấy được một cái gọi là cái độ hoành tráng và cái sự hùng vĩ của tất cả khuôn viên bờ tường thành, mà chúng ta chỉ thấy được một phần nào đó thôi.
Thì cái tuyến phục vụ này theo như nhật ký lịch nghỉ thì rất là hợp lý để chúng ta vừa đi tham quan trải nghiệm, chúng ta sẽ ngắm được dọc cái lối đi rất là nhiều những cánh đồng lúa của bà con hiện vẫn còn đang canh tác, và dọc trên bờ thành thì đâu đó chúng ta vẫn thấy được những đàn bò đang ăn cỏ, một nét khá là bình dị của làng quê Việt Nam. Nếu như chúng ta chỉ đứng tham quan ở cổng phía nam là cổng chính và sau đó chúng ta ra về thì sẽ không thấy được những điều đặc trưng và những nét bình dị như vậy. Và điều đặc biệt hơn thì tại cổng nam này nó có một cái gian hàng chuyên phục vụ các cái đặc sản của vùng đất xứ Thanh này, ví dụ như là nem chua, bánh lá răng bừa, đặc biệt là có đặc sản chè lam Phú Quảng đấy ạ, là một trong những cái đặc sản của vùng đất xứ Thanh này. Và chè lam nó có từ khá là xưa, vì thế mà du khách đến với Thành Nhà Hồ thì không quên mua những món đặc sản này về làm quà cho người thân, gia đình và bạn bè của mình. Và ngoài ra là còn vừa ngồi thưởng thức chè lam kẹo lạc thì vừa ngắm được thành đá Nhà Hồ, nó cũng khá là độc đáo. Bây giờ thì các anh sẽ vào dừng chân tại nhà trưng bày. Em đưa anh đi qua cái gạch kia nhá. Vâng. Em định đi đường này nhưng mà em muốn đưa anh đi qua đường này. Gạch khảo cổ luôn hả chị? Đúng rồi, gạch khảo cổ luôn đấy. Đây là các cái gạch khai quật khảo cổ học những năm gần đây nhất, 2020-2021 đấy ạ. Còn phía bên trong kia là từ năm 2004, 2007 và 2008 đấy ạ. Và hiện vật ở đây chủ yếu là gạch, cống men và các cái hiện vật dùng để xây dựng các công trình kiến trúc ngày xưa. Và trưng bày ngoài trời như vậy nhưng nó không có rêu bám trên bề mặt đâu ạ. Và đây là một cái giá trị mà Thành Nhà Hồ có được đấy ạ. Vâng, và đoàn mình vừa đi xung quanh một vòng tường thành đã thấy được những cái giá trị độc đáo nhất của Thành Nhà Hồ. Và một trong những điều mà Thành Nhà Hồ được công nhận là di sản văn hóa thế giới, nó đáp ứng 2 tiêu chí trong 10 tiêu chí của công ước. Tiêu chí thứ nhất là về mặt cảnh quan, tiêu chí thứ hai là về mặt kỹ thuật xây dựng thành. Và người cho xây dựng Thành Nhà Hồ không ai khác, đấy là Hoàng đế Hồ Quý Ly, người đã sáng lập ra Vương triều Hồ, cũng là người cho xây dựng kinh thành Tây Đô. Ông sinh năm 1335, tự là Lý Nguyên, có tổ xa là Hồ Hưng Giật, vốn người Chiết Giang, Trung Quốc. Đời Ngũ Quý, ông sang làm Thái Đất Diện Châu, tức là vùng đất Nghệ An nay. Đến đời thứ 12 là Hồ Liêm rời đến Hương Đại Lại, Hà Trung, Thanh Hóa, và Hồ Quý Ly sinh ra tại Hà Trung, Thanh Hóa. Năm 1400, ông lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Thánh Nguyên, đặt tên nước là Đại Ngu. Và Đại Ngu theo người Hán nghĩa là niềm vui, niềm an vui lớn. Thành Nhà Hồ là kinh đô của hai vương triều Trần từ năm 1398 đến năm 1400 và vương triều Hồ từ năm 1400 đến năm 1407. Thời Nhà Hồ được biết tới Hồ Nguyên Chừng, con trai cả của Hồ Quý Ly, người đã sáng tạo ra súng thần công, và những viên đạn đá này dùng để bắn súng thần công. Nó được tìm thấy trước cổng thành phía nam, cổng thành nơi nhà mình tham quan đầu tiên, với số lượng là 500 viên đạn đá như thế này. Điều này minh chứng rằng triều đại Nhà Hồ rất chú trọng tới việc phòng thủ quân sự. Và để biết được cái vị trí cảnh quan nơi xây thành như thế nào thì đoàn mình sẽ di chuyển tới Sa Bàn. Và đây là vị trí của Thành Nhà Hồ.
Nếu nhìn về bốn phía thì thành nhà Hồ được xây dựng trên vùng địa hình lắm núi nhiều sông. Phía bắc của thành nhà Hồ được dãy núi Thổ Tượng hay còn gọi là núi Voi. Phía nam có dãy Đốn Sơn, phía đông có dãy Hắc Huyễn và phía tây có núi An Tôn. Bên trong thành nhà Hồ được che chắn bởi hai con sông, sông Mã và sông Mười được ví như rồng trầu và rắn cuốn. Đây là thế đất đẹp có vị trí bền vững dài lâu. Và kiến trúc thành nhà Hồ cũng giống như Thăng Long, có hai vòng thành chính đấy là La Thành và Hoàng Thành. La Thành là vòng thành ngoài cùng nối các dãy núi và con sông lại với nhau, có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ kiến trúc và cư dân sống trong thành. Thành nhà Hồ có 4 cổng, Nam, Bắc, Đông và Tây, với cổng Nam là cổng chính có kiến trúc 3 vòng cuốn, các cổng còn lại chỉ có 1 vòng. Và trước đây phía bên trên cổng thành phía Nam và phía Bắc thành nhà Hồ có một kiến trúc lầu gỗ phía trên, đấy là Vọng Lâu. Vọng Lâu ngoài chức năng là lầu canh, còn là nơi nhà vua ngự duyệt quân những khi xuất chinh hay chủ trì các nghi lễ của quốc gia. Và thành nhà Hồ được xây dựng bằng những khối đá lớn với trọng lượng trung bình từ 10 tới 20 tấn. Vậy đá xây thành được lấy từ đâu? Và đây là núi An Tôn, là công trường khai thác đá về xây thành, cách thành nhà Hồ 2,5 km về phía Tây. Núi đá đây có từng thớ, từng lớp nên rất dễ bóc tách để vận chuyển đá về xây thành. Và để vận chuyển những phiến đá nặng từ 10 tới 20 tấn từ nơi khai thác về xây thành, nhà Hồ đã sử dụng phương tiện gì thì mình đã quan sát những viên bi đá. Và trước khi quan sát hiện vật bi đá thì mình sẽ quan sát trước về phiến đá được đưa từ công trường khai thác đá núi An Tôn về và có vết đục của người xưa. Tức là một trong cái độc đáo của thành nhà Hồ là xây dựng không cần chất kết dính, vì thế mà người xưa đã đục các vết đục như thế này. Còn đây là những viên bi đá. Nghiên cứu về hiện vật này có hai giả thuyết đưa ra. Thứ nhất cho rằng bi đá là phương tiện vận chuyển đá xây thành. Thứ hai lại cho rằng đây là đạn quân sự dưới triều đại nhà Hồ. Lý giải quan điểm thứ nhất có giả thuyết cho rằng khi vận chuyển đá, người xưa xếp trên đường dày đặc các con lăn bằng đá gỗ cứng, xếp chèn các con lăn là bi đá như một băng chuyền. Nhưng giả thuyết thứ hai lại cho rằng đây là đạn quân sự dưới triều đại nhà Hồ. Xin mời đoàn quan sát mô hình giả định súng bắn đá. Đá được đặt trong giỏ đựng đá, đối trọng, treo vị trí sau và kéo dây ra để bắn đá đi, tức nhờ vào lực đòn bẩy và tính đàn hồi của dây ra. Ngoài vật liệu chính là đá để xây dựng thành, còn có vật liệu khác dùng để xây các công trình kiến trúc trong thành nội, đấy là gạch. Và mình có thể chiêm ngưỡng một chút về các cái kết quả khai quật dưới lòng đất lên đấy ạ. Và một trong cái khai quật tiêu biểu nhất là khai quật tại di tích giếng vua Đàn Nam Giao. Và khi khai quật di tích giếng vua, các nhà khảo cổ học đã phát hiện giếng có 9 thành bậc giật cấp cao dần lên. Thành giếng vuông, lòng giếng tròn tượng trưng cho trời và đất, nước giếng dùng cho việc tế giao trai giới trước lên đàn. Còn đây là gạch dùng để xây các công trình kiến trúc trong thành nội. Điều đặc biệt của gạch thành nhà Hồ ạ, in khắc tên bằng chữ Hán các địa phương đóng góp gạch về xây thành, hay mình còn gọi là thương hiệu đấy ạ. Và theo thống kê có hơn 300 địa phương đóng góp gạch về xây thành. Có một số tên địa phương trùng với Thăng Long như là Giang Tây Quân, Giang Tây Chuyên và minh chứng rằng có sự vận chuyển nguyên vật liệu từ Thăng Long về xây dựng kinh thành Tây Đô. Còn đây là một số hiện vật được trang trí trên bờ nóc bờ mái các cung điện, tiêu biểu như ngói bò, ngói âm dương, ngói sen, ngói lá, gạch lát nền thời nhà Hồ đấy ạ. Và hiện vật đây rất là lớn, nó thể hiện công trình ngày xưa là rất đồ sộ đấy. Bên này là một số vật liệu trang trí trên bờ nóc bờ mái các cung điện có niên đại là hơn 600 năm. Tiêu biểu như lá đề lệch, lá đề cân, ngói đầu đao, ngói bít đốc, đầu rồng, chim uyên ương. Và nếu như ở ngoài Thăng Long có thì thành nhà Hồ nó cũng có. Vì theo Hồ Quý Ly là sẽ dỡ một số cung điện ngoài hoàng thành Thăng Long về thành nhà Hồ. Vì thế mà hiện vật tại thành nhà Hồ tương tự với Thăng Long. Và lá đề thì biểu trưng cho Phật giáo ạ. Chim uyên ương biểu trưng cho tình yêu sự thủy chung. Đầu phượng biểu trưng cho vua, uy quyền của vương triều. Đầu rồng và đầu phượng, đầu rồng đều trang trí trên các cung điện quan trọng của vua và hoàng hậu. Rồi xin mời. Một số loại vũ khí quân sự phòng thủ dưới triều đại nhà Hồ: trông, sắt, đinh, sắt, tên sắt và đây là cái đục để đục đá đấy ạ. Cách đây hơn 600 năm bằng phương tiện thô sơ như vậy mà ông cha ta làm được công trình có 102 là điều rất đáng kinh ngạc và khâm phục đấy ạ.
bất cứ một kinh thành nào có nơi tế trời và tế đất ạ. Tế trời là đàn Nam Giao, tế đất là đàn Xã Tắc. Tại thành nhà Hồ đã tìm thấy đàn Nam Giao cách cổng Nam 2,5 km về phía Đông Nam, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vương triều trường tồn và thịnh trị. Trong lịch sử phong kiến nước ta có 4 nơi từng xây dựng đàn Nam Giao, đó là Thăng Long Hà Nội, Phú Xuân Huế, Đồ Bàn Bình Định, Tây Đô Thanh Hóa. Trong đó, đàn tế giao Tây Đô Thanh Hóa được đánh giá là có mặt bằng còn tương đối nguyên vẹn và có niên đại sớm nhất nước ta. Đàn tế Nam Giao có 5 cấp nền giật cấp cao dần lên. Cấp nền cao nhất là nơi có viên đàn và phương đàn. Viên đàn tròn, phương đàn vuông tượng trưng cho trời và đất. Đặc biệt tại vòng tường ngoài của đàn Nam Giao khi khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện bộ di cốt trâu chôn trong lòng đàn tế. Có 3 con vật dùng để tế thần linh, đấy là trâu, dê, ngựa. Trong ngày khởi công xây dựng đàn tế, nhà Hồ đã chôn trâu với ước mong cuộc sống phồn thịnh và ấm no. Và nếu khách đến thăm thành nhà Hồ thì đoàn có thể ghé thăm di tích đàn tế Nam Giao, một đàn tế được đánh giá là có mặt bằng còn tương đối nguyên vẹn và có niên đại sớm nhất nước ta. Vâng, triều đại nhà Hồ, một triều đại tồn tại rất là ngắn trong lịch sử phong kiến Việt Nam 7 năm. Từ năm 1400 đến năm 1407, có hai đời vua, đấy là Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương. Hồ Quý Ly làm vua một năm, sau đấy, ông nhường ngôi cho người con thứ hai là Hồ Hán Thương. Ông phải làm Thái Tượng Hoàng, nhưng vẫn nắm mọi quyền lực trong tay. Giá trị nhất triều đại nhà Hồ đến lại, đấy là tòa thành bằng đá, được xây dựng bằng kỹ thuật đá lớn, với trọng lượng trung bình từ 10 tới 20 tấn. Đặc biệt là những cải cách của vua Hồ Quý Ly. Cải cách lớn nhất phải nói cải cách tiền giấy, chính sách hạ điền, hạ nô, thống nhất đơn vị đo lường, tổ chức các kỳ thi để chọn người hiền tài phục vụ đất nước. Tiếc thay, cải cách của ông không có thời gian điều kiện thực hiện. Đấy là sự xâm lược của nhà Minh vào năm 1407, cha con ông bị bắt sang Trung Quốc. Người đời cứ nhắc tới ông, thường gọi ông là bậc anh hùng lỡ vận, tức là người anh hùng không gặp thời. Đúng như giáo sư Phan Huy Lê nhận xét, thất bại của Hồ Quý Ly có nguyên nhân của nó trong tổ chức và chỉ đạo chiến tranh, đó là thất bại sự nghiệp anh hùng của một con người anh hùng. Thất bại đó được ghi nhận như là bi kịch của lịch sử. Thất bại triều đại nhà Hồ cho quân xâm lược nhà Minh để lại cho đời bài học kinh nghiệm có giá trị, đấy là bài học về lòng dân. Thành chắc, thành lòng dân không chắc, làm được gì cũng khó. Đúng như Hồ Nguyên Chừng đã nói, thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi. Năm 1407, cha con Hồ Quý Ly thất thủ cho quân xâm lược nhà Minh. Đến năm 1427, Lê Lợi đánh thắng quân xâm nhà Minh, kinh đô của nước ta lại ra ngoài Thăng Long, Hà Nội. Ông cho xây dựng một nơi được xem là kinh đô thứ hai triều hậu Lê, đấy là Lam Kinh trên đất Thọ Xuân Thanh Hóa. Người Trại đã từng ca ngợi Hồ Quý Ly, họa phúc hiệu môi phi nhất nhật, anh hùng di hận kỵ thiên niên. Tức là chuyện họa phúc có thì đến một ngày, anh hùng để hận mãi ngàn năm. Đấy là cuộc đời, sự nghiệp Hồ Quý Ly, người xứng đáng được phong là anh hùng. Và như vậy, trong thời gian ngắn, những nét khái quát nhất về di sản thành nhà Hồ thì mình đã được nghe thuyết minh viên giới thiệu. Và hy vọng rằng sắp tới thì sẽ có nhiều khách đến với thành nhà Hồ hơn. Và chúc cho du lịch của Thanh Hóa sẽ ngày càng phát triển hơn ạ.